Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào và tất cả các anh chị đã trở lại xem video ngày hôm nay. Ở trong các video trước ấy, thì tôi đã chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là về thứ nhất là cốt chính cơ là gì, đúng không ạ? Công năng tác dụng của cốt chính cơ và cốt chính cơ có thật sự tốt cho vấn đề của chúng ta hay không, và đối tượng nào sẽ sử dụng được cốt chính cơ. Và mùa đông đang đến rất gần, và hiện tại là mùa đông năm nay đang rất lạnh, đúng không ạ? Và vấn đề bảo vệ chăm sóc sức khỏe chúng ta khi ra ngoài đường, và đặc biệt là chúng ta bảo vệ chăm sóc sức khỏe cái lá tim, cái gọi là trái tim thứ hai của chúng ta, nó chính là bảo vệ đôi chân. Và bảo vệ bàn chân, trong cái bàn chân của chúng ta nó thể hiện tất cả những cái cơ quan trong cơ thể chúng ta dưới cái lòng bàn chân của chúng ta. Và bảo vệ cái huyệt dũng tuyền hay bảo vệ lòng bàn chân của chúng ta chính là bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cốt chính cơ sao cho hiệu quả và đúng cách. Các bạn cũng biết là tuy cốt chính cơ nhìn rất đơn giản và chúng ta hay gọi là cái lót giày, đúng không ạ? Và anh chị nhìn đấy ạ, đây chúng ta là đặt vào dưới đế của cái đôi giày. Và nó có các cái loại cỡ khác nhau, từ cỡ 35, 36, rồi 37, 38, 39, 40, 41, 42 cho đến cỡ 43, 44. Tức là nó trải dài từ cỡ nhỏ nhất cho đến cỡ mắc, lớn cỡ lớn nhất. Tuy nhìn rất đơn giản, không phải ai cũng biết cách sử dụng và cách dùng nếu như không được hướng dẫn. Và tôi sẽ vừa hướng dẫn và vừa làm trực tiếp để quý vị và các bạn sẽ theo dõi ngay sau đây ạ. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ dùng cái cốt chính cơ hay dùng cái lót giày này để chúng ta đi hàng ngày. Thì với một số các cô bác anh chị lớn tuổi ấy, thì chúng ta đi ở trong nhà thì chúng ta sẽ dùng cái cho đặt xuống dưới đôi dép như này, đúng không ạ? Đặt xuống đôi dép như này. Đây là cái đôi dép mẫu thôi, nhưng nếu mà chúng ta ở nhà thì một số cô bác anh chị có thể dùng cái đôi như kiểu đôi suộc ấy, tức là nó sẽ bó lại toàn bộ, nó như là dạng diện như kiểu một đôi giày. Thì đây là với những người đi trong nhà, à, những người già. Hai là chúng ta những người tập luyện thể thao ấy, thì chúng ta cho vào đây. Đấy, cô bác anh chị cho vào trong đây, chúng ta đính là lót vào cái dưới đôi giày. Thì bản thân là đây là chính cái lót giày, cái đế giày. Thì khi với những người này thì nó dùng, nó sẽ cân bằng cái trọng lượng, cái trọng lượng và cân bằng các huyệt đạo trên cái lòng bàn chân của chúng ta. Nó giúp cho nếu chẳng may chúng ta chạy hay tập luyện thể thao, nếu chẳng may chúng ta bị ngã, thì nó bảo vệ toàn bộ đôi chân chúng ta sẽ không bị làm sao sái khớp và không bị vẹo và không bị những cái tổn thương đến chân. Và đặc biệt thì khi cô bác anh chị đi này thì nó giúp chúng ta tăng năng lượng từ 2 đến 3 lần. Và cái này thì ở video sau tôi sẽ demo trực tiếp cho một bạn, thì bạn sẽ cảm nhận ngay sau chỉ tầm 2 đến 3 phút thôi. Còn với giày đen, giày gọi chúng ta đi làm, thì cô anh chị cũng cho vào lót giày bình thường thôi ạ, không có cái gì là khó khăn cả. Chúng ta cho đây ạ. Thì đặc biệt thì nhấn mạnh các bác là nếu tất cả các bác anh chị đã đi cốt chính cơ này trong vòng 10 ngày thì khi chúng ta bỏ ra mà chúng ta không đi cốt chính cơ thì chúng ta cảm thấy thiếu cái gì đó, bởi vì nó là một cái là gần như một từ gọi nó là hoàn thiện cho đôi bàn chân của chúng ta. Đấy, đây là vấn đề là hàng ngày. Cái thứ hai nữa là tôi sẽ phép bỏ cái này ra ngoài. Thứ hai, khi là chúng ta mỏi lưng thì chúng ta có thể đặt cốt chính cơ này sát cái vùng thắt lưng. Ví dụ là chúng ta, nếu trường hợp có những người nào đã bị đau dạ dày đại tràng hoặc có vấn đề vì thế, chúng ta có thể cài vào trực tiếp bên đây ạ. Chúng ta cài lên bụng chúng ta. Còn nếu trường hợp khi chúng ta bị mà là mỏi lưng, chúng ta có đặt hoặc là chúng ta đang dùng trong lái xe ô tô, thì các anh chị có thể là chúng ta cài vào phía sau này ạ. Cài hay này. Thì thứ nhất là cái năng lượng và cái từ trường của cốt chính cơ nó sẽ giúp cho chúng ta hoạt hóa tế bào, và cái khả năng năng lượng trong cơ thể chúng ta nó sẽ được hoạt huyết, và chúng ta sẽ phòng ngừa được vấn đề là thoát vị đĩa đệm và gai đôi cột sống. Cái thứ nữa là khi mà còn cái tác dụng vô cùng tuyệt vời là khi các bạn mà mất ngủ hay đau đầu thì buổi tối có thể chúng ta dùng hai cái đôi cốt chính cơ này, là chúng ta hãy đặt xuống dưới cái gối của chúng ta, thì nó sẽ giúp cho chúng ta một là chúng ta sẽ cải thiện được cái giấc ngủ và chúng ta sẽ không đau đầu. Còn khi mà giống với tất cả những cô bác anh chị dùng cái cốt chính cơ này trong đi giày để tập luyện thể thao, một là chạy bộ này, thứ hai chơi golf này, chơi tennis này, thì khi chúng ta cái năng lượng chúng ta sẽ khỏe hơn tầm khoảng 20-30%, và đặc biệt cái lực đánh của chúng ta nó sẽ cải thiện được từ 30-50%. Đấy. Và khi mà chúng ta sẽ đặc biệt là tránh cái tình trạng là bong gân, chật khớp, giảm thiểu cái vấn đề là gãy tay, gãy chân hoặc là những cái va chạm nặng mà ảnh hưởng. Và đặc biệt là những người mà bị chuột rút khi dùng cốt chính cơ lâu ngày thì sẽ hết cái triệu chứng chuột rút. Và tôi có thể chia sẻ với tất cả các bác anh chị là đây, đôi cốt chính cơ này thì cái tuổi thọ của nó dùng thì nó rơi vào tầm khoảng 15 cho đến 20 năm. Thì đây là một, có thể nói là sản phẩm, một khoản đầu tư vô cùng tuyệt vời và vô cùng xứng đáng để chúng ta đầu tư. Bởi thứ nhất
là các cô bác anh chị nhìn này, với một cái đôi coaching cơ này mà chúng ta chi phí mà chúng ta đầu tư ra trong vòng 15 năm thì chúng ta chỉ chưa đến 1.000 đồng một ngày thôi ạ. Và nó hoàn toàn phù hợp cho mọi đối tượng. Và ngày nay thì rất nhiều trẻ em ngồi học sai tư thế, có những cháu bị vẹo cột sống, thì tất cả các đối tượng thì tầm khoảng từ 13 tuổi trở lên đã đi được coaching cơ rồi ạ. Hiện nay thì trên thế giới thì rất nhiều người đang tin dùng coaching cơ, và đặc biệt một số các vận động viên thể thao, vận động viên bóng đá và những vận động viên trong tập luyện cũng dùng coaching cơ. Và những người đặc biệt là những người cao tuổi và những người có vấn đề về liên quan hệ cơ xương khớp. Bởi đây không chỉ là một sản phẩm có chức năng chăm sóc và sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị rất nhiều các loại bệnh liên quan đến vấn đề hệ cơ xương khớp và rối loạn chuyển hóa, như những người bị gút, tiểu đường và đặc biệt những người bị hôi chân. Ai bị hôi chân thì trong thời gian dùng 1 tháng đầu tiên có thể nó rất hôi bởi nó hút cái độc tố ra. Và trong video ngày hôm nay thì tôi đã chia sẻ cụ thể nhưng cho tất cả những ai lên dùng coaching cơ, đúng không ạ, và hướng dẫn sử dụng coaching cơ của tập đoàn Quyền Kiện. Và bây giờ thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng coaching cơ mà không lo lắng bất kỳ một cái tác dụng hoặc là một cái điều bất lợi gì cả cho cơ thể của chính mình. Và tôi tin rằng coaching cơ sẽ là một biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho những ai quan tâm và muốn sử dụng sản phẩm này trong cái vấn đề phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cũng như là kéo dài tuổi thọ cho mình. Các bạn có thể comment trực tiếp xuống dưới video, hoặc có ba anh chị mong muốn được sở hữu cái đôi coaching cơ này có thể liên hệ trực tiếp đến GH Shop thông qua số điện thoại 0987 69 7007 hoặc 0902 284 189. Quý vị có thể cũng vào trực tiếp website ghshop.vn. Ngoài ra, với các cô bác anh chị ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp cơ sở của GH Shop tại số 39 ngõ 32 trên 65 phố Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với tiêu chí của GH Shop là sức khỏe của bạn, đó là sứ mệnh của chúng tôi. Và đến đây thì quý vị hãy đừng quên là gieo duyên cái video vô cùng tuyệt vời này lên Facebook cá nhân và lên các trang mạng xã hội Zalo để cho những người cần. Và để nhận được những cái thông tin, những cái thông báo, những cái video tiếp theo từ kênh GH Shop thì quý vị hãy bấm vào cái quả chuông bên phải màn hình của quý vị để chúng ta đăng ký kênh và sẽ nhận được cái video khi mà chúng tôi thông báo. Và đặc biệt là nhân ngày kỷ niệm mà ngày thành lập thì tất cả khách hàng mà khi mua hàng tại GH Shop với giá trị từ 1 triệu một triệu trở lên thì GH Shop sẽ tặng cho tất cả các bạn một buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí thông qua 36 chỉ số trên cơ thể của chúng ta. Và đây là một cách để chúng ta có thể đề phòng và cũng là một cách để chúng ta biết được cái tình trạng sức khỏe của chúng ta như thế nào để chúng ta biết cái điều chỉnh. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.